ba loại. Đây là ba loại dịch truyền thường được dùng nhiều nhất trong lâm sàng là Lactaringer, natricoric 0,9% và glucosa 5%. Thì glucosa 5% được sử dụng trong trường hợp nào? Đó là sử dụng trong trường hợp mà người bệnh không thể ăn uống được hoặc là truyền nước để mà bổ sung năng lượng. Glucosa 10% được và glucosa 30% được sử dụng trong trường hợp mà hạ đường huyết khẩn cấp. Ví dụ như quá liều insulin hoặc là quá liều các thuốc hạ đường huyết như là metformin hoặc là sulfonylurea thì ta phải cần phải dùng loại thuốc này. Natricoloride 0,9% thường được sử dụng trong các ca mổ, các bác sĩ ưa chuộng trong các ca mổ. Tuy nhiên thì các nghiên cứu gần đây cho thấy là natricoloride 0,9% có nguy cơ suy thận cao hơn do nồng độ clo cao. Ngoài ra thì cái khả năng nhiễm toan của nó cũng khá là cao, cao hơn so với Lactaringer, cho nên hiện nay người ta được ưa chuộng nhất là Lactaringer. Lactaringer có pH là khoảng 6,4 thì nó được sử dụng để điều trị nhiễm toan chuyển hóa. Có một điều là cái pH của nó 6,4 tại sao lại được dùng để điều trị nhiễm toan chuyển hóa, là trong khi máu của người là có pH từ 7,35 đến 7,45. Nguyên nhân là tại vì khi lactate đến gan nó sẽ được chuyển hóa theo một cái cơ chế là nó sẽ được chuyển hóa theo phản ứng và tạo ra HCO3, thì chính HCO3 được sinh ra sẽ nâng cái pH của máu lên và vì thế nó được sử dụng để điều trị nhiễm toan chuyển hóa. Nó cũng sử dụng trong các ca mổ. Thì nó có khả năng tăng thể tích máu từ 25 đến 30%, tuy nhiên khả năng tăng nó không lâu. Rồi. Còn nước cất pha tiêm thì như cái tên của nó thì nước đây là nước cất được tuyệt trùng và chỉ được dùng sử dụng trong pha tiêm thôi.